lại quê chế. Tối nay có kiến không? Ok. Em ngay thằng đó qua đây nè, thằng mặc áo trắng qua đây, đứa nó đi ngồi chơi chung với cậu đi. Thằng đó đó, thằng áo trắng qua đây nè con. Con qua. Để vô chút giùm con trai. Ê, bác Diễn nè, quay bác Diễn nè. Đó. Hello bác Diễn. Chào cô Le nữa rồi. Đây. Rồi được rồi đó, mình thấy anh thấy đủ chưa? Được chưa? Giết đồ dục mẹ nó trên nhà đi. Không đây. Đi vòng không có được à. Trước đây rồi còn đi giết nữa. Thôi được rồi, lỡ rồi con, được không sao đâu con. Rồi. Thôi vậy nên mình đi chơi được rồi. Bây giờ anh chạy cho tôi một vòng đi xuống cầu rồi đó. Ừ, xuống cầu sắt thì đang ngồi mình xuống đi tập thủ. Ok. Anh chạy đi mà rồi tôi muốn bao nhiêu tiền cũng được mà. Ok. Người ta quay bên kia còn mình chưa quay của mình nữa nhé. Đó, trời ơi, tài tử xô xích le mang kiến đội nón lươn. Con ngân qua đây nè. Con hả? Hồi nó đổi nha con, Tony, hồi nó con quay nha, ba nghe con. Rồi ba đưa cho quay cho con. Mày ngồi mày chết mày à mày. Không có người lái ở đây thì chỉ ngồi đây đây. Đâu đâu sao không có người lái? Nói sao kẹp thôi. Ta đề máy kìa chứ. Ta đề máy rồi đây. Ngồi đó chơi chơi đây ừ. Được rồi. Thằng mà đội nón này chạy qua bển kìa. Chạy qua bển lại kìa. Rồi chạy qua bển lại. Đâu tôi cô lái đò cho tôi quay chút nghe. Anh đi chợ rồi cái qua cái cầu sắt kìa đó, cái anh đảo xuống rồi nó chạy xuống tác thủ. Trời. Hả? Thank you.
thôi. Bà chị tôi nó không có khỏe, chạy chậm chậm thôi. Mình dẫn đầu mình chậm chậm là sao nó chậm chậm mà. Chậm chậm đây đi, tôi quay phim chút, chậm chậm đây đi, rồi. Chậm chậm đây đi, tôi quay đây. À, rồi. Nghe ngã ba hiểu không? Giờ đi lên cầu mà. À. Dạ, đó, đi xuống như đây là, đó. Anh chạy trước cửa chùa bà tôi quay chút xíu anh ơi. À, ok rồi quay liền có quay đây quay mấy anh nè có đây đó ê rồi đây ok mình chạy chậm chậm thôi nó chạy lên trên này một chút thấy không. Chạy lên rồi đậu à. Rồi đó tới dặn cái cây hết rồi. Ờ à, chạy lên đi coi tới dặn cái tư. Trời trời, ta đợi với mấy chiếc kia. Nghe qua được chưa vậy? Ê, anh Quỳnh! Anh Quỳnh đây nè! Anh Quỳnh ơi! Quay dính này, dính anh Quỳnh ơi! Đi vào kia! Không để ý nữa, nó lên lắc lắc tay, tôi tưởng. Lúc này rồi, lúc này là mệt để giọt này. Quay nhỏ này nặng luôn ha, rồi. Quay hoài mà quay 1 tiếng đồng hồ luôn mà. Đây chưa rồi. Đây được. Oh, sorry. Cái cầu gia đình chỉ có hai con dù trai hay gái cũng dừng ở đây. Ok, anh chậm chậm vậy tôi đi tôi bấm giờ luôn. Bấm giờ mình thâu. Bye.
uống nước không đây? Lâu quá vậy, hôm qua ta lên rồi, có chiếc lên rồi đó. Có chiếc lên rồi, ê, có quay nè, thấy không? Oh, wow, anh này anh mượn, tôi mượn cái quần. À, tôi mượn cái quần cục anh tôi tắm nãy giờ đó. Lọc là to thiện à, nè. Anh Tư, đi. Oh. Ê, quay cái phim này. Tư đạo đó. Bên đó có bác, có chú Tư con nè. Rồi vô đi trước đi, nó đi theo đó anh ơi. Rồi mình đi, nó đi luôn. Hãy dừng lại để hai con đi nhanh cho nó. Chạy lẹ không được không? À, chuồng cẩm quá mà chạy lẹ không được. Cứ chạy lẹ là ta theo mình à. Hả? À. Đúng rồi. Mà bên kia sao mà chạy chậm quá không? Cái này lên đó là hết chuồng cẩm. Chạy chậm hồi tôi hết giờ tôi mẹ nói rồi. Câu giờ đó. Rồi giọt đi. Tới rồi kìa, mình giọt rồi nó tới chứ gì. Rồi đi được rồi. Tôi thấy nó là tôi quay nó kéo, tôi kéo nó lên gần sát này nè. Đây nè. Anh coi nó gần sát không? Thấy không? Đó. Anh thấy tôi thấy nó rồi chứ gì. Rồi mình đi trước đi anh ơi. Ok, chạy thẳng luôn đi. Bỏ nó đi, tôi quay cảnh anh trước này thôi, tôi không quay làm sao nữa đâu. Kêu nó chạy lên. Mình đi đây cái mình đi vòng qua với hai bến hai quân, mình đi xuống tắt thủ ngay là mình về được rồi. Hả? Thôi mình chạy đi anh ơi. Chạy trước đi. Ok. Wow, dịch kìa, wow, dịch quá nhiều kìa, wow, chuồng dịch luôn kìa. Chạy lên đi, ôi, tôi đi luôn rồi. Trời. Nó đổi tôi qua bên kia chút.
quay lại bên đây chứ hồi đó bên đây không có quay gì hết. Tấn nó làm biến nó không quay đâu, không quay tôi đâu. Đưa cho nó không quay đâu. À, gần tới nhà bà chị tôi rồi, cái quay lại. Rồi tới nhà tôi quay lại. Cậu bây giờ cậu đúng rồi con. À. Rồi được, anh cứ chạy đi, tôi quay tôi tự nhiên con. Nó chạy quá rồi. Wow, wow, thấy chưa? Chưa đẹp luôn kìa. Rồi sao nó qua mặt luôn. Luôn 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 luôn. Nó qua mặt ok. Chụp anh, chụp anh đấy, chụp anh đấy. Để đi anh, chạy đi. Anh sao mình cứ dừng hoài vậy? Không nhận. Chạy mà. Anh chạy trước cho tôi chạy trước, tôi quay cho mà anh không chạy trước rồi sao được. Nó chạy sao à, anh chạy trước theo tôi là cái ngồi nó chạy, nó muốn chụp hình rồi nó chạy ngang qua nó chụp thôi. Mình chạy thẳng vậy đi. Nhà tiếc đâu? Chưa tới. Vậy à? Tôi quay nhà tiếp chứ. Wow. Anh nói gì? Vậy à? Thôi xin lỗi. Xin lỗi ha. Chạy đỏ mày đó. Lỡ rồi không sao đây. Để chút okay. Qua chợ mình dừng chút, đừng có để ào ào cô bác ta ướt đồ. Đây ông kêu đợi mày đủ quá hả? Đợi đi, nó thả nhỏ luôn chứ mà kéo đi xong không sao chuyện luôn ha. À, thôi vậy mình biết rồi, kinh nghiệm rồi, rồi hồi nó ấy. Thế thôi, tại đi ngươi nước ngược đó anh. Trời ơi, cái sao. Ok, vậy đi nước ngược. Đi ba chị hoài rồi chạy tới đây. Đi lên lại đây. Mày đổi tao chút coi. Rồi. Nha, nhà chế tiếp chỉ nghe tôi ơi. Chỉ cho cậu quay nha. Rồi lên. Đi 6 7 giờ về cũng được, anh cứ chạy cho tôi đi. Rồi chạy lên bà chị tôi đi. Ok. Bây giờ tôi đi trước, mình đi trước nè. Bây giờ mình đi trước rồi nè. Không? Mình đi trước rồi đó. Bye luôn. Mình đi trước rồi đó. Tôi đi lên đây cái bây giờ mình đi vòng xuống cầu bến Hải Quân hồi xưa đó. Rồi cái mình đi xuống Tá Hữu, mình đi xuống mấy giờ cũng được. Thấy không? Rồi còn ấy nữa, cái mình lên đang vòng nữa. Vậy đó. Vậy không? Ok, tiếp nhận tiếp đây phải không? Dẫn tôi đó. Ok, rồi. Anh cứ chạy luôn đi, rồi tôi được rồi. Ê, tiếp nè, đó, thấy không? Nè, nhận tiếp đó. Hai ba chiếc bên nhau nè. Rồi, đây, quý vị coi coi, tại cái màn ảnh không? Đó, quý vị thấy quý vị không? Nhà con cậu ơi, nhà con. Rồi, cái nhà con đâu? Đây, ghé lại đây, quay đầu lại đi. Rồi, quay đầu đây, mình về lại được rồi đó. Ta đây cái mình về được rồi, chậm rồi. Rồi, ta đây cái. Chậm đi thôi, về chợ mình chậm không sao. Về luôn rồi, về chợ mình đi thẳng luôn, nó không có sống. Thấy không?
cho quay phim cái coi, người đẹp. Người đẹp khỏe không? Hả? À, con khỏe không? À, ở nhà mấy đứa nha. Vậy à, có đứa nhỏ nào muốn đi chơi không? Dạ chứ con ạ. Vậy à? Ê. Dạ chứ tới con ạ. Nè, ok, chứ tới con nữa hả? Con heo quá. À, ok, trời con heo bự quá ha. Quay heo luôn. Rồi. Rồi mình giờ mình đi xuống cầu sắt nha. Đi xuống cầu sắt nha. Dạ, dạ mình đi cầu sắt qua đó nó tắt nước rồi. Đợi nó chạy lên nó tát nước cái xong rồi cái nó hỏi. Để coi lại quay đi anh đi coi. Không. Đưa máy cho bệnh cho tao. Bây giờ kêu ông anh nó chạy hoài đi. Bây giờ anh ơi, bây giờ anh chạy cho tôi, bây giờ anh chạy xuống cầu sắt nha. Tao đụng nhóc. Hết pin rồi, hết pin luôn rồi đó. Đừng có tắt nghe nó hoài. Rồi. Chạy chậm lên từ nhiều gì mày lo không lên. Xong lên. Hết rồi, hết pin mà không lại. Hết pin rồi đó, tôi xả rồi rút rồi đó. Rồi bấm nó rồi đó, quay rồi đó. Quay đi, anh chạy xuống cầu sắt cho tôi á. Tao tới, tao lui gì nữa lại. Ờ, biết rồi, anh ơi. Cậu nào có không? Cậu nào, khỏi cậu nào xuống đi. Lúc đó thả quân lại. Đi luôn, chứ chạy 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 luôn, chạy luôn, chứ 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 chạy luôn, chạy. Thank you.
nó chơi vậy? Không, nó đậy quá. Dê thank you.
người thêm qua nó. Che lại cho nó đầu không đi. Kéo lại. Đâu anh đổi. Tới đi, tới đi. Quẹo lại đi, thì quẹo lên đi. Chưa lái chưa. Chạy đi xuống tác hữu ha, rồi mình đi về. Rồi quay phim mình phải đi trước anh ơi ha.
cầu sắt nó chạy xuống cầu sắt luôn anh, rồi nó tụi nó theo mình. À, có cầu qua đây nữa thôi, tôi đâu có biết đâu. Wow. Đúng mà ngã ba Tắc Hữu rồi con, mà có cái cầu bắc qua sông rồi con. Trong có cầu nữa nè, đi vô gạch vui rồi đó Thiện ơi, vô gạch vui rồi đó. Hả? Bên dòng sông Kẹm á. Wow. Wow. Đó, ông tài xế ông quay lại nè. Xuống dưới chút xíu nữa ha. Tàu dòng sông Kẹm đi xuống luôn, xuống dưới gần cán luôn chút xíu. Trời ơi, đội nón nó không có đẹp, các cái nón này đang ngồi chụp hình nó đẹp không biết không, còn hết nát rồi. Mai mốt có về kêu Thành cho Thành ha. Wow, mai xuống nè, lúa nè. Wow. Bảo Giang đổi không? Đổi không Bảo Giang? Đổi đi. Ve lại Bảo Giang ơi. Ve Bảo Giang đổi nè con. Tony muốn quay ba không? Tony muốn quay ba không? Quay ba đi. Ba với con ngồi đó rồi cho Bảo Giang quay ha. Nha con. Rồi, con cứ quay hoài đừng có tắt nha. Dạ. Con cứ kéo ra, kéo xa, kéo gần hoài ha. Nha. Thôi để tôi Bảo Giang quay. Cảm ơn nghe con. Rồi cho chụp coi hình sát cho nhau coi. Sát rồi. Má đang quay cô ta. Rồi chụp coi.
đứng đây để lên cầu đây chứ. Đang đứng trên làng để người ta quay lên từ từ nè. Rồi. Thả lên vô đây. Chậm 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 của Long, chậm chậm của Long. Chậm chậm tao quay bên kia tao đứng sát bàn chụp mấy bôi cho anh. Rồi. Chưa đi điện rồi đặng liền. Đây đây đây. Thứ hai. Đây đồ 300 cho tôi đi rồi. Đẹp không? Đêm có đẹp không? Đêm ấy chứ. Quá.
chiếc xe gì tha chứ. Cô lái đò chạy đi đâu rồi? Hai ba cô lái đò chạy đi đâu rồi? Đây nè. Tôi nghe coi. Cầm đi.